Đến lượt tôi xử anh nè. Nghe đây. Ngày 7 tháng 6 năm 2016, anh đi công tác Bà Rịa. Ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ, ha, ngày quốc tế phụ nữ, mà lại lựa ngày đi công tác. Anh đi Tây Ninh. Trời ơi, về nói ngon nói ngọt tôi nghe luôn á chứ bộ. Anh mua bánh in về cho em nè. Thôi tôi mừng quá, lãng mạn quá, tôi cũng ăn bánh in luôn. Còn nữa, ngày 25 tháng 2, 2017, đi Chu Lai Quảng Ngãi. Anh đi trong một cơn gió bão bùng, anh nhớ em. Trời, gọi điện nói vậy á, tôi cũng ngu, tôi ghi vô luôn. Đó, muốn đọc nữa không? Nhiều lắm luôn á. Ghi hết ở đây nè. Ủa mà sao tự nhiên bây giờ lôi với cái chuyện cũ xì, cũ rích nó ra vậy? Nó qua hết rồi mà, với lại đó là những chuyến công tác của công ty mà. Trời ơi, em có một cái thói quen á, là em ghi nhật ký lại những cái gì mà nó lãng mạn ghi vô đây. Nhưng mà ai về đâu, người ta đi ra ngoài đường á, đàn ông mà bước ra khỏi nhà rồi á, là muốn làm cái gì thì làm, thay lòng đổi dạ. Đâu có biết ở nhà có vợ con đâu, quên mất, quên phăng ngang qua, quăng một đống luôn. Đó, ghi hết vô đây rồi nè. Nhưng mà tự nhiên bữa nay lo cuốn nhật ký này ra để làm gì? Để làm gì hả? Muốn biết đúng không? Để tôi nói cho mà nghe. Rốt cuộc rồi, cô để nó ở đâu? Mấy cái biên lai cô để ở đâu? Cô chỉ với tôi đi chứ. Cô đừng có hòng mà giấu được tôi. Tôi sẽ tìm ra cho bằng được. Phải ở đây không? Ở đâu vậy, chị với tôi đi. Cho tôi mượn tạm ít bữa, xong việc rồi á, tôi sẽ mang trả lại cho cô. Yên tâm. Cảm ơn cô. Đó, chính vì vậy mà tôi có được 50 cái tờ này. Ha, anh đi công tác mà hay thiệt chứ. Cũng gửi ngân hàng cho thằng nhỏ ha. Đó, chuyển cho nó 50 tờ tài khoản vô nè. Suy nghĩ gì lâu vậy? Ủa, tại sao vô lý như vậy? Hả? Thời điểm ở trong nhật ký em ghi rõ ràng là anh đang đi tỉnh. Tất nhiên. Ừ. Còn đây là tiền này chuyển tại ngân hàng tại thành phố. Không lẽ anh rảnh mức độ anh từ tỉnh, anh bay về Sài Gòn, anh chuyển tiền xong rồi anh bay ngược ra tỉnh đó hả? Tại sao phải cực dữ vậy? Ai mà biết được. Con của anh mà. Anh muốn thì anh làm cho bằng được thôi. Anh nhờ một ai đó ở nhà đi chuyển giùm anh. Nè, nãy giờ anh thấy em cực lắm. Em coi mà em không coi cho nó kỹ. Em nhìn ra đi, cái tên người nào là người chuyển tiền. Đây, thì rõ ràng nè, anh nhìn đi. Ngày tháng Vi. Đó, thấy chưa, rõ ràng thấy chưa. Rõ ràng cái gì? Xong, đi về đây mà gặp nó mà đưa đi. Mà cũng ráng yêu thương đến nỗi mà quá tài tình luôn. Chuyển cho mẹ nó, rồi mẹ nó chuyển cho nó. Ghê gớm nghe chưa. Anh không hiểu tại sao em lại có những cái suy nghĩ như vậy được. Như vậy có nghĩa là Vi tự chuyển tiền từ ngân hàng qua cho con mình
và nói đó là tiền của anh. Thôi đi anh ơi, anh đừng có diễn nữa. Em hết sức chịu đựng rồi đó. Tại sao chuyện như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được vậy? Hả? Anh chuyển thì anh nhận, anh chuyển đi. Tại sao anh cứ nghĩ ra? Trong vấn đề này có cái gì mờ ám nè, đúng không? Mà nếu không mờ ám là anh là người gây ra tội lỗi thôi, chứ không ai gây vô đây hết trơn á. Anh ước gì là người chuyển tiền. Tại sao anh không làm điều đó chứ? Và tại sao Vi phải làm như vậy? Bởi vì Vi muốn cho thằng Lân nó nghĩ rằng anh là một người cha biết quan tâm cho con mình. Tại sao cô ấy tốt như vậy? Lúc nào cô ấy cũng chỉ nghĩ làm cách nào đó làm tốt cho người khác không à? Nói đi nói lại, anh cũng là người yêu thương mẹ con của cô ta hết mực. Sao anh có thể nghĩ ra được những cái điều tốt đẹp dễ sợ như vậy chứ? Hả? Phải chi anh là người chuyển tiền cho con của anh. Đó, bà coi nè, đẹp dễ sợ chưa? Ê, trời, xuất sắc chưa? Trời, cái chỗ này quá đẹp luôn phải không? Trời ơi, tôi mà bán miếng đất ở dưới Bình Chánh mà tôi bán được một cái nhà là tôi hốt cái nhà này liền. Quá đẹp luôn, phải không? Ê, nhưng mà tôi nghĩ gì nè, đó là trên lý thuyết thôi. Còn thực tế lúc nào cũng phũ phàng, lý thuyết thì quá tươi đẹp. Trời ơi, thực tế thì hú hồn hen. Bà nghĩ sao vậy? Những cái chỗ ngon như vậy mà giá đó đâu bây giờ tới tay chị em mà. Tôi nói thiệt nha, cái nhà này nó rẻ hơn á, ngoài thị trường 400 triệu lần đó. Cái bà này là bà bạn á, yoga chung với tôi. Ừ, bà thân với tôi lắm. Bà nói nè, thân bà mới chỉ, bà mới nhường lại. Còn nếu mà tôi không mua thì bà sẽ đưa cho người khác, thấy không? Tôi thấy cái chỗ này ổn quá, tại vì tôi chưa có bán cái miếng đất ở dưới Bình Chánh kịp. Mua đi. Trời ơi, ngon lành quá mà bây giờ làm sao mà xoay trở tiền kịp để mà lấy đây ta. Bà chỉ cần đưa trước cho bà 1.7 tỷ thôi, rồi 2-3 tháng sau rồi đưa là phần còn lại cũng được. Mua liền đi. Trời ơi, mua lời mấy trăm triệu đó. Không đảm không? Đất đai, nhà cửa đâu phải là bà mua cái bánh tráng đâu mà tính gấp gì, bình tĩnh, từ từ rồi tính. Cái này hời lắm nha, tôi mới nói cho bà biết đó. Còn mấy bà mua thì tôi giới thiệu cho bà bạn tôi, tại vì bà cũng đang cần mua cái căn hộ cho con bà đó. Ok, vậy tôi tính được rồi. Bây giờ bà cứ gọi điện đi, gọi điện liền đi, là tôi sẽ lấy nha. Lấy ha, hay à. Rồi, để tôi gọi điện liền. Alo, chị Lan hả? Nhớ không? Cái bữa mà căn hộ chị nói cho tôi biết đó. Ừ, để đó nha, tôi có người bạn muốn đầu tư. Ừ, rồi, mai gặp nha. Ok. Ủa mà có chuyện gì anh Kim qua đây vậy? Đừng có nói là có chuyện mà em không biết nghe. Anh muốn em đứng trước bàn thờ này mà xin lỗi Vi, đồng thời trả lại số tiền mà em đã lấy của thằng Lân, trả về cho nó. Trời đất ơi, anh nói cái gì kỳ vậy? Em lấy tiền gì của nó đâu. Thằng Lân nó còn nhờ em á là lấy cái số tiền của nó đầu tư bất động sản, em còn không nhận kia mà. Nó còn ăn nít, suy nghĩ chưa tới. Và anh cũng không muốn nó dùng số tiền đó để đầu tư vào những bất cứ một câu chuyện gì hết. Bởi vì đó là số tiền kỷ niệm mà mẹ nó để lại cho nó. Anh nói mắc cười quá. Chẳng khác nào giống như là em cướp tiền nó, ăn quật tiền của nó vậy đó. Ủa, có gì đâu. Em mượn số tiền đó là em mua căn hộ 1.7 tỷ. Chừng vài tháng sau thôi, em bán được căn hộ đó, em lấy tiền em trả lại. Chứ em có quật gì đâu. Cái gì? Anh yên tâm đi. Em đi mua nhà. Ừ. Mà em không nói cho anh biết. Thì em mà có nói cho anh thì anh có cho em mua không? Đúng không? Em lấy vậy liền cho anh. Lấy số tiền đó về trả liền cho nó ngay. Anh mắc cười quá à. Làm ăn mà như con nít vậy, tự nhiên đưa tiền cho người ta, ký hợp đồng đàng hoàng, mua bán nhà đất chứ đâu phải mà đơn giản đâu. Làm như mua cái bánh tráng vậy. Muốn kêu em lấy lại là lấy là sao? Từ từ rồi em lấy về em trả. Mà đâu phải cái số tiền đó đâu. Nhiều khi á hả, anh còn cho nó hả một đống sổ tiết kiệm nữa thì sao? Ủa, bà với dì Ngọc nói gì vậy? Số tiền 900 triệu là không phải là số tiền ba nói là gửi tiết kiệm hàng tháng cho con hả? Đó là số tiền kỷ niệm của mẹ con. Mẹ con đã tích cóp cả đời rồi chuyển với con hàng tháng. Bây giờ dì Ngọc đã dùng 900 triệu để đi mua nhà hết rồi.
Tôi yêu cầu bà trả số tiền đó về ngay cho thằng Lân. Tôi không trả đó. Đâu phải là 900 triệu đâu. Mà biết đâu á, ông còn cho nó bao nhiêu sổ tiết kiệm nữa. Thử nghĩ đi, một người đàn bà ốm đau, bệnh hoạn như vậy, làm gì mà có tiền để nuôi đứa con khôn lớn như vậy? Không phải là anh cho nó hay sao? Anh bao nó hay sao? Ngọc! Gì Ngọc? Ngoài số tiền 900 triệu mà mẹ nói dối là ba gửi tiết kiệm cho con hàng tháng ra, thì con không có nghe mẹ nói là nhận bất kỳ khoản tiền nào từ ba nữa hết á. Mẹ con làm việc cực lực, tới mức lao lực mà mất. Vì vậy con không cho gì xúc phạm tới vong linh của mẹ con đâu. Mẹ của con á, không nói cho con biết, đâu có nghĩa là không có hả con? Một người đàn bà mà dám đi sinh một người đàn ông một đứa con, thì chuyện gì mà không dám làm hả con? Hả? Anh vừa đánh tôi hả? Anh vì ai mà anh đánh tôi? Hả? Bà với dì đi về đi, con mời bà với dì ra khỏi đây. Từ giờ con ở đây với mẹ, con không đi về bệnh nữa đâu. Con à, nghe bà nói. Bác sĩ con. Bà với dì đi về bệnh đi. Con xin bà luôn á, bà đi về giùm con đi. Con xin lỗi mẹ.